Không ai có thể ra quyết định này cho bạn được ngoài trừ chính bạn. Trong sâu thẳm của trái tim của bạn, Chúa luôn không ngừng kêu gọi, hãy chọn Chúa đi. Chính con trong ngày hôm nay, trong một buổi chiều thứ bảy, một tuần làm việc mệt mỏi thì không thể nào tránh khỏi việc các bạn làm chung rủ nhau đi nhậu. Vậy mà không biết ý Chúa nhiệm màu thế nào, chiều nay con lại bỏ nhậu và có mặt ở đây đi lễ buổi chiều và nghe sơ rỉnh. Khi chọn Chúa, bạn sẽ không bao giờ lẻ loi một mình. Ngài sẽ đi với bạn. Con đã nhờ nguyện vẫn hoe à, không ai hết. Này chỉ có những cái tự nhiên con thấy Chúa trên thập giá. Chúa là người đáng thương chứ không phải con. Bởi vì Chúa cứ ở đấy, Chúa đợi tụi con tới mà tụi con không tới. Tụi con chỉ có tới khi mà tụi con cần Chúa chia sẻ những đau khổ của tụi con. Cuộc sống của chúng ta không chỉ là có sức khỏe và tiền bạc, mà là còn có sự yêu thương ở trong nữa. Chúng ta hơn nhau ở chỗ là biết sử dụng thời gian đó như thế nào trên trần gian này. Trong cuộc sống thì có nhiều mối lo mà mỗi chúng ta đều gặp phải. Thì chúng ta nên quản đi những gánh lo đó trong cuộc đời và sống một cách tích cực. Bản thân mình không có thể, nhưng mà mình với Chúa thì Chúa sẽ có thể trong đời mình. Tại vì Chúa tạo dựng ra mình là luôn luôn có những cái khả năng. Nên là mình đừng bao giờ mà mình tự ti. Khi mà mình nghĩ đến một cái việc gì đó thì mình nên dùng từ có thể, và không nên dùng những cái từ là không hoặc là không thể. Chúa ban cho mình miệng lưỡi thì mình nên nói những lời hay, ý đẹp. Bạn không thể nào thay đổi quá khứ của bạn, nhưng bạn có thể thay đổi tương lai của bạn. Hồi xưa con nghĩ con là rất là tài giỏi, và con đã bỏ nhà tự mình ra ngoài đời để làm mọi thứ. Con bỏ cả Chúa, bỏ ngày lễ Chủ nhật chỉ để ăn chơi, kết bạn với rất là nhiều người. Và đến khi mà con bắt đầu bị sa sút dần, tiền thì cũng không kiếm được, rồi bạn bè cũng dần xa lánh. Con không biết nương tựa vào ai nữa. Con có đến nhà thờ và sám hối với Chúa. Sau đó thì con có về nhà, con xin lỗi với gia đình con. Gia đình con cũng mở rộng vòng tay chào đón lại với con. Giờ với con thì ngày nào con cũng đi lễ hết, để con cảm ơn Chúa về những gì mà Ngài đã ban cho con. Bạn có mang lại giá trị gì cho người khác không? Chắc chắn Chúa có một sứ mệnh rất đặc biệt cho mỗi người ở đây. Cháu mong là hôm nay Sơ Hồng Quế sẽ đem lại cho chúng ta một cái bầu khí, một cái cách thức để chúng con có thể cầu nguyện, cũng như để chúng con cũng có thể suy gẫm về mùa chay, cũng như nhất là để chúng con sống với Chúa, sống vì Chúa, sống cho Chúa. Vậy bây giờ xin kính mời Sơ Maria Hồng Quế, xin Sơ bắt đầu chương trình. Con xin kính mời Sơ, chúng con cho Sơ một tràng vỗ tay nữa con. Vâng, trước hết con xin hết lòng cảm ơn cha Giuse, chánh xứ của giáo xứ Thánh Tâm, cũng là cha tổng thư ký của Ủy ban Mục vụ Sơ Đình của Hội đồng Giáo mục Việt Nam, và con được là thành viên trong đó. Và hôm nay con rất là hân hạnh được đến đây, và được đến đây sau một ngày lễ rất là đặc biệt, lễ bổn mạng của cha. Ngày hôm qua thì con ẩn tu một ngày để tĩnh tâm, để soạn bài cho những người chuyến đi giảng, cho nên hôm nay vẫn nhớ cầu nguyện của cha, và hôm nay nhờ chúng con giúp Sơ mừng cha một tràng vỗ tay ạ, để mãi mãi là lễ Thánh Giuse, và xin Thánh Giuse luôn ở cùng cha, để cha luôn giữ mãi sự rất là đơn sơ, khiêm tốn, dễ thương, và biết bao nhiêu ân huệ Chúa đã ban cho cha và giáo xứ Thánh Tâm mà chúng ta được hưởng nhờ. Chúng ta cảm ơn Chúa, cảm ơn cha rất là nhiều. Dẫu cuộc đời cho chúng ta rất là nhiều cơ hội, nhưng bạn và tôi là người duy nhất có tự do và có quyền quyết định số phận của mình. Dẫu khi chào đời, bạn không có quyền chọn cha mẹ, bạn không có quyền chọn được sinh ra ở Sài Gòn hay là ở Hồ Nai, bạn không có quyền được chọn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc hay bất hạnh, bạn không có quyền được chọn sinh ra trong một gia đình giàu sang hay nghèo khó, nhưng bạn có quyền lựa chọn tương lai của mình. High five người bên cạnh và nói rằng bạn có quyền lựa chọn tương lai của mình. Người có Chúa trong trái tim của mình thường tỏa ra từ bên trong nét đẹp của sự bình an và từ tâm, làm cho người khác muốn nhìn và cảm thấy được thu hút, được cuốn hút.
Ngược lại, những người có toan tính và có sự hiểm ác thì người đó luôn toát ra một khí rất là độc, bất an cho người khác. Trong một lần giúp tư vấn, có một bạn trẻ nói với sơ như thế này: trong số những người bạn của con thấy có những người mất sức sống, sống chung qua ngày đoạn tháng sơ à, sống một cuộc sống vô nghĩa, cho nên các bạn của con tìm tới bia rượu game, thậm chí ma túy. Thật sự ngày hôm nay bệnh trầm cảm lan tỏa rất là nhiều nơi các bạn trẻ, và nhiều bạn trẻ mất định hướng trong cuộc sống và đi tìm tới cái chết, bởi vì những bạn trẻ đó không có nội lực trong mình, khi gặp khó khăn chỉ muốn chết và tìm tới tự tử. Ở tuổi 20, thay vì nâng mình lên đúng với phẩm giá thực, các bạn lại để những thói xấu của cuộc sống kéo ghi mình xuống. Lại cũng có biết bao nhiêu người chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền, như thể cuộc đời này chỉ để kiếm tiền mà thôi. Từ đó cuộc sống buồn tẻ, bất an, chán nản, dần dần cảm thấy rằng cuộc sống vô vị. Vì thế, đêm hôm nay sơ sẽ chia sẻ cho chúng con chủ đề sống vì Chúa và cho Chúa. Bởi vì khi chúng ta có Chúa trong lòng, chúng ta có tất cả và chúng ta có hạnh phúc và muốn gì cũng được. Điều quan trọng là tìm kiếm nước Thiên Chúa và có Chúa trước. Bài đêm nay sơ sẽ chia sẻ chúng con qua 4 chìa khóa. Sơ mời chúng con đọc giúp sơ ạ. Bài đêm nay sơ chia sẻ bao nhiêu chìa khóa? Rồi, xin vui lòng đọc. Chìa khóa thứ nhất là gì? Chìa khóa thứ hai? Chìa khóa thứ ba? Chìa khóa thứ bốn? Thì bây giờ chúng ta đến chìa khóa thứ nhất: thay đổi cuộc đời bằng suy nghĩ và lời nói. Thay đổi cuộc đời bằng gì? Đúng rồi, anh chị em và các con có biết rằng những suy nghĩ và lời nói của chúng ta hôm nay định hướng tương lai của chúng ta. Nếu muốn biết mình sẽ như thế nào trong 5 năm tới, trong 10 năm tới, hãy nhớ lại và hãy nghe lại những gì mình nói hàng ngày. Nhiều người hay nói tiên tri xấu về mình. Thí dụ là: thưa sơ, con yếu kém lắm, con không có khả năng, con không bao giờ khỏe lại đâu, con chẳng làm được trò trống gì, không biết lúc nào con có thể bỏ game được, con đã cố gắng mà không bỏ được. Hoặc là: con không đứng dậy nổi đâu, bởi vì con đã thất bại nhiều rồi. Chúng ta luôn nói tiên tri xấu về tương lai của mình, đã gieo vào trong đầu của mình định hướng đó. Bạn không thể nào thay đổi thế giới, nhưng bạn có thể thay đổi quan điểm của mình. Bạn không thể nào thay đổi sự việc, nhưng bạn có thể thay đổi cách nhìn về việc đó. Bạn không thể nào thay đổi cách nhìn của người khác, nhưng bạn có thể thay đổi chính bản thân của mình. Muốn có cuộc sống tốt đẹp, khỏe, trẻ, đẹp, yêu đời và sống lâu, thì việc đầu tiên bạn phải làm đó là thay đổi suy nghĩ và lời nói của mình. Suy nghĩ tích cực và nói những lời tốt lành sẽ giúp bạn tin tưởng, tự tin và tiến về phía trước, từ đó thêm động lực cống hiến và sớm gặt hái thành công. Lời Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn chương 18 câu 21 đã nói rằng sống hay chết đều do cái lưỡi, ai yêu chuộng nó sẽ nhận lãnh hậu quả. Chỉ nghĩ thôi chưa đủ, bạn cần trao ban sự sống đức tin, thổi hồn thổi lửa vào lời nói của mình. Bạn hãy xin Chúa thánh hóa miệng lưỡi của mình, để mình nói những lời yêu thương, lời động viên khích lệ, lời ban sự sống. Kinh Thánh đã so sánh cái lưỡi với cái bánh lái của con tàu như thế này:
Anh em cũng hãy nhìn xem tàu bè, dù nó to lớn và bị cuồng phong đẩy mạnh như thế nào đi nữa, thì cũng chỉ cần một cái bánh lái nhỏ để điều khiển theo ý của người lái. Với cái lưỡi cũng vậy, nó là một phần nhỏ của cơ thể của chúng ta, nhưng nó định hướng cuộc sống của bạn. Những gì ta nói xác định hướng đi, và tin tốt lành cho chúng con là chúng ta có thể làm chủ được miệng lưỡi của chúng ta, làm chủ được tương lai của chúng ta về công việc học hành. Và Chúa luôn muốn điều tốt đẹp cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta ngày mai tốt đẹp hơn ngày hôm nay về mọi phương diện, về tâm linh, tâm trí, tình cảm và cả mối quan hệ, cũng như thân xác của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Ngài muốn chúng ta hãy thoát ra khỏi những chiếc lồng của suy nghĩ và lời nói và những cụm từ tôi không thể. Ngay cả người nam và người nữ trong Kinh Thánh, họ đã từng nói tôi không thể. Bà Sarah đã khẳng định tôi không thể mang thai bởi vì tôi quá già và chồng tôi cũng quá già. Ông Môi-se nói rằng tôi không thể nào đứng trước Pharaoh bởi vì tôi không thể nào nói năng lưu loát được. Ông Gibbon từng nói tôi không thể nào dẫn dắt dân Israel. Trong nhà cha tôi là người nhỏ nhất. Bà Esther khẳng định tôi không thể nào cứu thoát dân tôi được bởi vì tôi không bao giờ diện kiến vua. Tôi chỉ là một phụ nữ bình thường tầm thường trong một xã hội kỳ thị phụ nữ. Tiên tri Isaiah thì khẳng định tôi không thể nào nói tiên tri bởi vì tôi là người có cái môi sơ dẫy. Còn Solomon, sau khi kế vị cha mình, ông đã cảm thấy lạc lõng và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con chỉ là một đứa trẻ, con không biết cách hành động ra sao. Tuy nhiên, sự táo bạo của tuổi trẻ đã khiến cho Solomon cầu xin Chúa ban cho ông sự khôn ngoan, và ông đã hiến mình cho sứ mệnh của mình. Một điều tương tự đã xảy đến cho Jeremiah khi được kêu gọi bất chấp tuổi trẻ của mình để đánh thức dân của mình. Trong nỗi sợ hãi, Jeremiah đã thưa với Chúa: Ôi lạy Chúa, Thiên Chúa của con, thực sự con không biết nói năng vì con chỉ là một thiếu niên giống như biết bao nhiêu bạn ngồi ở đây. Nhưng Chúa bảo Jeremiah: Đừng sợ họ, vì ta luôn ở với ngươi và giải thoát ngươi. Sự tận tụy của Jeremiah đối với sứ mệnh của mình cho thấy điều gì xảy ra khi sự bạo dạn của tuổi trẻ kết hợp với quyền năng của Thiên Chúa. Rồi các môn đệ của Chúa Giê-xu cũng không ngoại lệ. Họ đã đến và nói với Chúa Giê-xu rằng: Thầy ơi, làm sao ta có thể nuôi được 5.000 người này ăn? Làm sao ta có thể làm được? Điều ta chỉ có là bao nhiêu chiếc bánh tụi con? 5 chiếc bánh và bao nhiêu con cá? 2 con cá thôi. Làm sao ta có thể nào nuôi dân được? Thế nhưng các con thấy đấy, Thiên Chúa không bao giờ định cho Sarah, Môi-se, Gibbon, Esther, Isaiah, Solomon, Jeremiah hay các môn đệ của Chúa Giê-xu làm bất cứ điều gì bởi sức riêng của họ và theo khả năng của họ, bởi vì Ngài biết họ không thể, nhưng Ngài có thể. Bởi vì Ngài biết họ không thể, nhưng Ngài thì sao? Đúng rồi, nhờ Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì cần làm, và chúng ta có thể đối diện bất cứ điều gì ngoài khả năng của chúng ta. Một khi bạn biết Chúa muốn điều tốt nhất cho bạn, tâm hồn và trái tim của bạn tràn đầy niềm hy vọng và năng quyền của Ngài. Hãy luôn tin rằng Chúa muốn đáp ứng mọi nhu cầu của bạn, và Ngài ban ơn để bạn có thể ra đi và giúp ích cho nhiều người, không chỉ dừng lại trong bạn và gia đình của bạn. Bạn có thể làm được mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho bạn. Đây là câu Philippe chương 4 câu 13 sơ rất là thích. Bạn sẽ làm được mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho bạn. Bạn nhặt được viên ngọc quý nào?
hoặc rút ra bài học áp dụng nào cho cuộc sống, hoặc được Chúa mời gọi làm gì không qua phần chia sẻ, thay đổi tư duy bằng lời nói của mình. Giờ đến phần dành cho người tham dự. Câu hỏi để suy gẫm và chia sẻ là: bạn nhặt được viên ngọc quý nào, hoặc bạn rút ra bài học gì không để áp dụng vào cuộc sống, hoặc bạn được mời gọi gì không qua phần chia sẻ, thay đổi bằng suy nghĩ và lời nói của mình. Ai chia sẻ giơ tay lên, mic và quà sẽ chuyển đến. Mời con cho bạn một tràng pháo tay thật lớn cái nào. Qua phần đầu chia sẻ của sơ thì con cảm nhận nè, trong cuộc sống thì có nhiều mối lo mà mỗi chúng ta đều gặp phải, thì chúng ta nên quản đi những gánh lo đó trong cuộc đời và sống một cách tích cực, và luôn nói đến lời hay ý đẹp với mọi người xung quanh, để trong tâm hồn luôn thảnh thơi và cảm thấy hạnh phúc trong chính tâm hồn của mình. Hay quá, cho em một tràng pháo tay nữa nào. Cho em chọn quà. Rồi, bạn đã chọn quyển sách rất là hay, đó là Tiếng Lòng Của Người Trẻ. Qua phần chia sẻ của sơ thì con rút kết ra một điều là bản thân mình không có thể, nhưng mà mình với Chúa thì Chúa sẽ có thể trong đời mình. Rất là hay, chị đã đi được vào được câu rất là tuyệt vời ạ. Tặng chị cái máy của lòng thương xót ạ. Một tràng pháo tay thật lớn lên. Cảm ơn chị ạ. Mình không thể, nhưng với Chúa thì Ngài có thể, và biến mình có sức mạnh và năng quyền của Ngài. Ai muốn chia sẻ nữa nào? Dạ thưa dì, cái vế đầu tiên á, thì con đã được đúc kết rất là nhiều lần trong cuộc sống. Đầu tiên là mình nên tin tưởng vào bản thân của mình trước, tại vì Chúa tạo dựng ra mình là luôn luôn có những cái khả năng, nên là mình đừng bao giờ mà mình tự ti. Khi mà mình nghĩ đến một cái việc gì đó thì mình nên dùng từ có thể, và không nên dùng những cái từ là không hoặc là không thể. Và mình nên suy nghĩ gọi là tích cực lên trong cuộc sống. Còn nếu mà khi mà mình gặp khó khăn quá thì mình nên, người đầu tiên mình nghĩ đến là Chúa. Và cái điều thứ hai là con cũng là một giáo viên và cũng là một giáo lý viên, thì con hay nhắc các em là Chúa ban cho mình miệng lưỡi, thì mình nên nói những lời hay ý đẹp, giống như người ta hay nói là phun trâu nhả ngọc, chứ mình không nên phun tơ nhả độc, tức là nói những từ không tốt về người khác. Khi mà mình nói cái gì không tốt là nó sẽ ăn sâu vào bộ não, nhất là đối với những em nhỏ hoặc là những người trẻ như bọn con, là nó sẽ đánh động vào, và những cái điều đó nó sẽ làm ảnh hưởng cho cái cuộc sống sau này. Dạ con xin hết. Vâng, cho chị một tràng pháo tay ạ. Tặng chị cái máy. Chúng ta là ai? Con Thiên Chúa. Vỗ vai người bên cạnh nói là sung lên đi. Chìa khóa thứ hai. Chìa khóa thứ hai là gì, có ai nhớ không ạ? Bạn không thể nào thay đổi quá khứ của bạn, nhưng bạn có thể thay đổi tương lai của bạn qua Chúa Giê-xu. Bởi vì Ngài có thể thay đổi quá khứ của bạn, bởi vì Ngài đã chết trên thập giá để cứu bạn, để mọi tội lỗi của bạn đều được tẩy rửa, đều được tha thứ. Bạn sẽ được Ngài mặc cho con người mới hoàn toàn. Bây giờ điều bạn cần là phải làm gì? Đó là phải ăn năn tội của mình. Điều đó có nghĩa là bạn phải thay đổi cách sống của mình. Thế nhưng bạn sẽ không đủ năng lực để thay đổi chính mình đâu. Bạn sẽ không đủ năng lực để thay đổi cách sống của mình. Bạn cũng không đủ năng lực để thay đổi chồng vợ của mình. Chúng con cũng không đủ năng lực để thay đổi cha mẹ của mình, hoặc những đứa bạn nó không ưa mình. Và chính bản thân mình, bao nhiêu tật xấu của mình cũng không đủ năng lực để thay đổi. Nhưng nếu biết phó dâng cuộc đời cho Chúa, nếu biết chọn Chúa, thì Ngài sẽ cho chúng ta năng lực. Dẫu vậy, có rất nhiều bạn trẻ ngày hôm nay luôn loay hoay, không biết bản thân phải làm gì nữa. Và để có thể phó dâng cuộc đời cho Chúa,
Các bạn cho rằng mỗi tuần mình đi lễ một chủ nhật là đủ rồi, và mình không kết nối với Chúa. Mình không biết cầu nguyện, chỉ đọc kinh răng ràng, nhưng không biết cầu nguyện, không biết rút ruột ra để nói chuyện với Ngài, không biết kết nối với Ngài. Từ đó chúng ta sống đạo hời hời, đi nhà thờ, đi lễ cho xong, khỏi bố mẹ la thôi, khỏi cha xứ nhắc và các anh chị em giáo liên viên nhắc thôi. Vậy thì làm sao chúng ta có đầy Ngài trong tâm hồn của chúng ta? Chúng ta phải làm gì để có được điều đó? Chúa Giêsu đã nói rằng chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Vì thế hãy đến với Chúa Giêsu để Ngài ban cho bạn sức sống và năng quyền của Ngài. Đó là sự vui mừng mới, bình an mới và mục đích sống mới trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Mỗi cá nhân chúng ta, mỗi con người của chúng ta trên mặt đất này cần phải ra một quyết định để chọn Chúa hay là chọn thế gian. Nếu mà chọn Chúa thì phải chọn trong từng phút giây, trong những suy nghĩ của chúng ta, trong những quyết định của chúng ta, trong cách hành xử của chúng ta. Chọn Chúa là chọn chịu khổ với Ngài hay là chọn sung sướng của tội lỗi? Tội lỗi có sung sướng à? Tội lỗi sung sướng đấy. Chọn tội lỗi là cảm thấy sung sướng mà. Các bạn chơi ma túy vì các bạn thấy khoái phê quá mà, sung sướng đấy. Nhưng nên nhớ rằng sự sung sướng của tội lỗi không bao giờ kéo dài, chỉ rất là ngắn hạn. Bạn cảm thấy sung sướng giờ này thôi, nhưng sau đó lương tâm bạn bị cắn sứt, sau đó chính cái sự đó nó hành hạ lại thân xác của bạn. Và nếu bạn không trích tiếp ma túy, bạn sẽ bị nó vật vã và đau đớn, rất đau đớn. Sơ đã từng giúp các bệnh nhân cai nghiện ma túy và người hôm nay của chúng ta đây rất là nhiều. Và hiện giờ Sơ giúp cho trung tâm hướng thiện của La Vang mỗi năm ra để giúp, để huấn luyện. Ngoài đó có cả hàng trăm bạn tội phạm và ma túy. Và chính các bạn đó làm cái này cho Sơ này, sẽ để cho các bạn làm việc làm thay vì ăn chơi, trở về chọn Chúa và làm những công việc phục thiện. Các bạn làm rất là đẹp. Vậy thì chọn thế gian rất ngắn hạn và làm cho chúng ta đau khổ. Vì thế hãy chọn Chúa. Khi bạn đã chọn Ngài thì sự vui mừng, sự bình an trong bạn sẽ không có ngày kết thúc. Thế nhưng quyết định này đòi hỏi bạn phải cấp bách hơn. Bạn không thể nào chần chừ và quyết định, phải quyết định ngay ngày hôm nay. Bởi vì bạn càng chờ lâu thì quyết định của bạn càng trở nên khó khăn hơn, bởi vì ma quỷ rất là khôn khéo kéo bạn xa Ngài. Và nếu như bạn không ra quyết định, nghĩa là bạn sẽ không quyết định chọn Chúa bao giờ. Hãy nhớ rằng bạn luôn ra quyết định, dù thực tế bạn có quyết định hay không, bởi vì thời gian sẽ quyết định cho bạn. Thời gian luôn quyết định ngược lại với những mong muốn của bạn. Và trong sâu thẳm của trái tim của bạn, Chúa luôn không ngừng kêu gọi, hãy chọn Chúa đi. Quyết định này cha mẹ không thể nào làm thay cho bạn được, giáo hội không thể nào chọn thay cho bạn được, và bạn bè cũng vậy. Không ai có thể ra quyết định này cho bạn được ngoài trừ chính bạn. Bạn phải tự chọn Ngài cho chính cuộc đời của mình. Bạn phải chọn Ngài trong thời điểm này, ngay bây giờ. Có hàng trăm người cần ra quyết định ngay hôm nay, nhưng bạn phải tự ra quyết định đó cho chính bạn. Đó là chọn Chúa. Còn nếu như là bạn không chắc chắn bạn sẽ gặp được Ngài không, bạn có thể lên thiên đàng được hay không, thì hôm nay hãy ra quyết định đi. Trong đau khổ, tuyệt vọng, sự cây trông sẽ giúp bạn can đảm, mạnh mẽ để luôn tin tưởng rằng Chúa luôn nhân từ, Chúa luôn tốt lành, Chúa luôn hiện diện bên bạn và đồng hành cùng bạn vác thập giá mỗi ngày. Khi chọn Chúa, bạn sẽ không bao giờ lẻ loi một mình, Ngài sẽ đi với bạn. Hãy chạy đến với Ngài, và Ngài đã nói rằng anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi, bởi vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng,
vì ách của tôi thì gì? Gánh của tôi thì? Đêm nay, tại sao các con và anh chị em lại có mặt ở đây? Tại sao không ở ngoài quán? Chắc chắn Chúa có một ý định, để có ý định cho những người ngồi đêm nay. Vì thế, hãy tin chắc rằng ngày hôm nay tại đây, bạn sẽ có cơ hội gặp được Ngài trong một cách hoàn toàn mới. Xin mời cộng đoàn đứng lên. Hãy chắp tay lại đi nào và nhắm mắt lại đi nào. Chúng ta cùng hiệp lời nguyện với Thánh Ignatius. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa như Chúa đã được phụng sự, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu không ngại thương tích, biết làm việc không tìm nghỉ ngơi, biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào hơn là được biết con đang thi hành ý Chúa. Con xin dâng Chúa con người của con, những gì con có xin dâng lại cho Chúa. Này là tự do ý chí của con, này là trí nhớ trí hiểu của con, mọi sự đều là của Chúa. Xin giúp con theo Thánh ý Ngài, xin ban tình yêu và ân sủng Chúa. Amen. Xin mời cộng đoàn ngồi. Chúng ta đi qua chìa khóa số mấy ta? Giơ tay lên sơ xem chìa khóa số mấy? Đọc giúp sơ là gì? Hãy thức dậy và tỏa sáng. Sáng sớm 5 giờ, 6 giờ rồi, bạn với tay trước đồng hồ báo thức, nhưng có một giọng nói trong đầu bạn bắt đầu lái nhái rằng: ô trời, vẫn còn sớm mà, dậy làm gì, hãy ở lại ngủ tiếp đi. Và có những ngày bạn đã quyết tâm, bạn đã nói với bố mẹ, đã nghĩ trong đầu mình sẽ dậy đi lễ, nhưng nghe chuông đồng hồ và đồng hồ báo thức thì bạn nói là hình như mình mệt à, hình như mình nhức đầu. Thì lúc đó bạn mệt đấy, lúc đó bạn nhức đầu ngay á. Không tin thôi, để ý mà coi. Về cứ thử đi, bữa nào mà bạn lười á, bạn không muốn đi lễ, thì bạn nói ô hình như là hôm nay mình mệt, thì nó mệt. Nhưng mà đó là ma quỷ nó cám dỗ chúng ta đấy. Cơ bắp tay chân và cả cơ thể bạn cũng giả vờ nhưng không nghe thấy bộ não đang yêu cầu chúng ta phải di chuyển và phải bật dậy. Lúc ấy dường như có hàng nghìn giọng nói đồng lòng thét lên rằng: bạn hãy tắt đồng hồ báo thức đi và tiếp tục cuộn tròn trong chăn ấm đi nào, tiếp tục mơ những giấc mơ đi. Thế nhưng hãy quyết tâm không lắng nghe ý kiến của chúng. Chúng ta hãy nhớ giọng nói mà bạn chọn để nghe đó là giọng nói của sự thách thức. Giọng nói ấy nhắc bạn nhớ lý do tại sao bạn chọn đặt đồng hồ báo thức. Tại sao hôm qua bạn đã quyết định sáng mai dậy đi lễ và giờ đây bạn lại tắt đồng hồ đi ạ? Giọng nói ấy nhắc nhở bạn về mục tiêu và kế hoạch và sứ mệnh của bạn đang đeo đuổi. Vậy thì hãy lấy can đảm, tung chân ra, ngồi dậy, đặt chân xuống sàn nhà và bắt đầu sống một cuộc đời sống mới. Hãy tung chân ra dậy. Con thì việc đầu tiên tung chân ra và dậy với lấy cây thánh giá này và cười chào Chúa. Con là Hồng Quế, con cảm ơn Chúa đã cho con một đêm ngủ bình an. Xin Chúa chúc lành cho ngày mới của con và những người con thương mến. Nói có câu đó và sau đó đi làm vệ sinh và các vấn đề trước khi đi vào nhà nguyện. Bạn đừng để nỗi sợ hãi, sự nghi ngờ, lo lắng đánh gục bạn. Hãy nhấn chìm giọng nói nghi ngờ ấy với nhịp đập mạnh mẽ của trái tim bạn, và hãy đốt cháy sự nghi ngờ với ngọn lửa đam mê trong bạn. Và hãy nhớ rằng bạn đang chiến đấu vì ai, bạn đang theo ai, bạn đang tin vào ai,
và hãy tin vào điều mà Chúa muốn bạn. Đó là Chúa luôn thì thầm trong tay của bạn rằng con có thể chạy nhanh hơn một chút nữa, con có thể ném mạnh hơn một chút nữa, con có thể lặn sâu hơn một chút nữa, con có thể làm việc này tốt hơn một chút nữa, con có thể treo ra chỗ sâu hơn một chút nữa để thả lưới cho ta. Con hãy là đại bàng của ta, con hãy tung lên bầu trời cao để bay lên chế ngự thiên nhiên và vũ trụ. Con hãy chế ngự bầu trời cho ta. Con không mãi làm đàn gà, suốt ngày chỉ chúi đầu xuống mặt đất để bới đất, để kiếm mồi, chỉ nuôi bao tử của nó mà thôi. Nhưng không, ta muốn con tỏa sáng, ta muốn khuôn mặt của con tỏa sáng và con là chứng nhân của ta ở trần gian. Dẫu biết rằng mỗi ngày mày phải chiến đấu với hàng ngàn giọng nói đang nói với bạn rằng ô chưa sẵn sàng, tôi không làm được đâu. Nhưng hãy tập trung và nghe giọng nói của Chúa. Chúa luôn ở bên cạnh, Chúa luôn khích lệ, Chúa luôn mời gọi chúng ta. Tất cả phụ thuộc vào chính mình để phân biệt đâu là lời mời gọi của Chúa và đâu là lời mời gọi của ma quỷ. Nên đi nghe theo tiếng của Chúa, đấng đã yêu thương và mời gọi mỗi người chúng ta. Vì thế, hãy mở mắt ra, khởi đầu một ngày mới vui vẻ, mắt như hoa tươi, miệng mỉm cười đằm thắm, hát ca tụng Chúa. Sơ có một thói quen dậy là nói câu đó, chào Chúa, cười với Chúa, xong đó là bật nhạc thánh ca và bắt đầu đi ra, đi thu, đi vệ sinh cá nhân cũng như là tập thể dục, sau đó và đi đọc kinh. Hãy dành thời gian đầu tiên cho Ngài. Thời gian đó rất là quan trọng và rất là quý. Mình dành cho người mình thương mến nhất, đó là Chúa của mình. Vậy thì hãy vỗ vai người bên cạnh và nói, nhớ thức dậy vui vẻ và tạ ơn nha. Bạn nhặt được viên ngọc quý nào? Bạn rút ra hoặc rút ra bài học nào cho cuộc sống của bạn? Hoặc là bạn được mời gọi nào trong phần chọn Chúa và thức dậy tỏa sáng? Xin mời các bạn và anh chị em. Con xin giới thiệu, con tên là Hữu Tài, hiện tại con đang học vào lớp vào đời năm nhất ạ. Trong ngày hôm nay con xin chia sẻ về cuộc sống của con. Quá khứ của con thì hồi xưa con nghĩ con là rất là tài giỏi và con đã bỏ nhà và tự mình ra ngoài đời để làm mọi thứ. Thì lúc đó con bỏ cả Chúa, bỏ ngày lễ Chủ nhật chỉ để ăn chơi rồi kết bạn với rất là nhiều người. Thì lúc đó con kiếm tiền cũng rất là nhiều và đến khi mà con bắt đầu bị sa sút dần. Tiền thì cũng không kiếm được, rồi bạn bè cũng dần xa lánh, sức khỏe thì bắt đầu mệt mỏi dần đi, thì con không biết nương tựa vào ai nữa. Con có đến nhà thờ và sám hối với Chúa, sau đó thì con có về với nhà và con xin lỗi với gia đình con, thì gia đình con cũng mở rộng vòng tay chào đón lại với con. Giờ với con thì ngày nào con cũng đi lễ hết. Con cảm nhận được rằng càng ngày con càng đi lễ thì bản thân con càng ngày càng tốt dần. Bản thân con thì khiêm tốn lại và con tự tin với việc và mình làm đen làm ăn. Luôn luôn có Chúa để Chúa luôn dẫn dắt con. Và con cũng hạnh phúc với bản thân con mỗi khi con soi gương, đã biết sám hối và biết quay lại với Chúa. Và con cũng không biết có phải nhờ Chúa không mà con cũng kiếm được một người mà con yêu. Thì lúc đó con rất là hạnh phúc về điều đó. Nên là ngày nào con với các bạn gái con lúc nào cũng đi lễ hết. Để con cảm ơn Chúa về những gì mà Ngài đã ban cho con ạ. Chúng ta cho một tràng hoa tay thật là lớn ạ. Tặng em quyển sách Đứng Dậy Đi Bạn Trẻ. Và cảm ơn em đã chia sẻ kinh nghiệm rất là đúng như gì Sơ đã giảng. Đó là khi chúng ta chọn Chúa, chúng ta sẽ có tất cả. Và sau khi bạn trở về với Chúa, bạn đẹp trai hơn phải không ạ? Rồi bạn giỏi hơn, bạn dễ thương hơn, khiêm tốn hơn.
rất là tuyệt vời. Bạn đã chứng minh cho bài chia sẻ của sơ, đó là chọn Chúa hay chọn thế gian. Và khi có Chúa rồi, những thứ khác chúng ta sẽ có. Xin mời người khác nữa ạ. Dạ, con xin chào sơ và chào tất cả mọi người ở đây ạ. Qua phần chia sẻ của sơ thì con xin được phép nói chính con trong ngày hôm nay cũng vậy. Trong một buổi chiều thứ bảy, sau khi mà một tuần làm việc mệt mỏi thì không thể nào tránh khỏi việc các bạn làm chung rủ nhau đi nhậu. Vậy mà không biết ý Chúa nhiệm màu thế nào, chiều nay con lại bỏ nhậu và có mặt ở đây để nghe sơ đi lễ buổi chiều và nghe sơ giảng tĩnh tâm. Thật sự đó là một điều mà khiến con khi qua phần này con cảm thấy rất là vui. Chính bản thân mình nhận ra được một điều gì đấy. Trong một khoảng thời gian gần đây, khi con bắt đầu đi làm thường xuyên và nhiều, bắt đầu mình vào những bia rượu rồi nhậu nhẹt, bỏ dần những thánh lễ, bỏ lễ thiếu nhi, rồi bỏ lễ Chủ nhật cũng có. Mình bận bịu quá, mình lại dành thời gian cho những cuộc ăn chơi. Vậy mà trong buổi ngày hôm nay, phải chăng chính Chúa xem đến mình, cho mình cơ hội ở đây để nghe sơ nói. Cho Chí một tràng hót tay thật là lớn và cho Chúa một tràng hót tay ạ. Sơ gửi tặng em cây thánh giá như lòng em mong ước. Đấy. Và cây thánh giá này rất là năng quyền ạ. Em hãy giữ lấy và luôn để bên mình. Và sơ báo cho em là nếu mà em tin thì em sẽ phát huy, Chúa sẽ ở trong lòng bàn tay em, phát huy hết năng lực của em và cho em làm những gì mà em mong ước. Và em có thể cầu thay cho người khác bởi cây thánh giá đó. Rồi, chúc bạn một tràng hót tay. Rất là tuyệt vời bỏ nhậu để về đây. Vì thế mà đầu tiên sơ nói rằng không phải là chúng ta vào đây một cách bình thường, mà chắc chắn Chúa Thánh Linh mời gọi chúng ta và có một kế hoạch cho chúng ta. Nếu chúng ta tin vào Ngài, chúng ta lắng nghe Ngài, sơ chỉ là gợi ý thôi, và chúng con hãy để Ngài dạy dỗ và áp dụng vào cuộc sống. Xin ai muốn nữa ạ? Giơ tay lên con ạ. Bản thân con là bán thức ăn sáng cho mọi người, và bán thì cũng đắt hàng. Thế nhưng mà buổi chiều nào con cũng tham dự thánh lễ. Thế rồi một ngày tự nhiên nổi lòng tham, mở thêm bán buổi chiều. Nhưng mà khi mà con bán thì lúc nào con nghĩ mà giờ này là cha đang đọc kinh cháu mình, giờ này đang sắp sửa giấc lễ. Rồi lúc nào con cũng nghĩ đấy, mà mình vì tham vật chất mà mình bỏ Chúa. Thế là con quyết định sau 5 ngày bán buổi chiều con nghỉ để con chọn Chúa. Và con cảm thấy là ai muốn nói gì nói con mặc kệ, cứ đến với Chúa là có tất cả. Còn về cái đề tài mà hãy thức dậy ấy, thì sáng nào con dậy con cũng chỉ đọc rất là ngắn gọn để dâng lên cho Chúa và mẹ. Và con cảm thấy nó tràn đầy năng lượng. Khi con ra con bán hàng là con cảm thấy là tất cả mọi sự đều vui vẻ và thuận lợi. Chị tặng chị cái máy của lòng Chúa thương xót và xin Chúa luôn hướng dẫn chị và lòng thương xót bao phủ chị, và chính chị làm điều đó Chúa sẽ ban phước cho chị. Rồi bên này sẽ nhớ không có ai nữa à? Dạ con cũng xin chia sẻ là trong cuộc sống của con ấy thì nhiều lúc mà vui vẻ bình thường ấy thì lại có quên mất Chúa. Và chúng ta chỉ nhớ đến Chúa đến những cái lúc mà chúng ta gặp chuyện buồn hoặc là khó khăn trong cuộc sống mà bỏ quên đi Chúa và là sau lưng. Thì qua những chia sẻ của sơ thì con cũng rút ra được kinh nghiệm là hãy để Chúa đồng hành với chúng ta từng phút từng giây trong cuộc sống của mình. Bất cứ việc gì cũng nên nhớ đến Chúa. Cho dù có vui thì chúng ta phải cảm ơn Chúa vì đã ban cho chúng ta những điều đó. Còn những lúc buồn thì chúng ta cũng phải cầu xin Chúa để chúng ta có thể vượt qua được những nỗi buồn hiện tại. Rất là tuyệt vời, cho em một tràng pháo tay ạ. Sơ tặng em những lời kinh đẹp nhất thiên niên kỷ và mong em để luôn mang theo bên mình em, và Chúa sẽ chúc phúc cho em. Sơ thấy bàn tay dưới kia giơ lên nữa. Dạ con chào sơ và mọi người. Thì con xin chia sẻ về cách mà Chúa mời gọi con như thế nào. 3 năm trước khi mà những ngày cuối cùng con được học giáo lý thì bạn con có rủ là vô giáo lý viên đi. Lúc đấy con chỉ nghĩ là vô vì vui thôi, tại vì thầy rất giáo lý viên rất là vui. Nhưng mà khi mà con bắt đầu vô, con bắt đầu đi nhiều sinh hoạt ấy, rồi bắt đầu được phụ giáo lý nữa, con nhận ra là mình không đi vì vui nữa và vì nhiều thứ khác.
có những khoảnh khắc mà khi con lên giáo xứ này, có những em gặp và chào con cảm thấy rất là vui. Và con nghĩ là Chúa đều mời gọi chúng ta theo một cách riêng. Như con ham vui, con mới vô đây, nhưng dần dần là con mới có con của ngày hôm nay. Con mới có được nhiều ơn hơn. Từ khi con vào giáo viên, con cảm thấy con được rất nhiều ơn. Nếu như con ngày đấy con không vô đây thì con không biết là bây giờ con sẽ như thế nào nữa. Dạ, con xin hết ạ. Vâng, cho bạn một tràng pháo tay ạ. Vâng, sơ sẽ tặng em cây thánh giá này để em giúp cho các con, các cháu giáo lý viên của em. Chúng ta đã xong 3 chìa khóa. Bây giờ chúng ta đến chìa khóa số mấy, giơ tay lên sơ xem nào. Đúng rồi, sống yêu thương và loan báo tin mừng. Cảm ơn các con đã nhắc cho sơ nhớ phần 4. Cuộc sống mỗi người chúng ta rất mong manh, và thần chết sẽ đến gõ cửa bất cứ lúc nào. Ngay cả chúng con rất là trẻ ngồi ở đây nè, thần chết cũng có ngày gọi chúng con đấy nha. Thần chết gọi bất cứ lúc nào, bất kể người lớn tuổi hay là người trẻ tuổi, người khỏe mạnh hay là người ốm đau, người giàu có hay là người nghèo khó, người đang rất thành công hay là người thất bại, ở Việt Nam hay ở trời Tây, ở giáo xứ Thánh Tâm của chúng ta hay là giáo xứ Kim Bích Sơ sẽ giảng bắt đầu vào thứ hai ta, thì bạn đều có thể chết, và chết bất cứ lúc nào. Thần chết đến nhiều khi cho chúng ta có sự chuẩn bị, như là bệnh tật nè, hoặc là tuổi già. Nhưng cũng không thiếu người còn trẻ như chúng con, còn khỏe như chúng con, khi ngủ tối nay và mai không thức dậy, hoặc là đi qua đường bị xe tung và chết. Nhưng khi sư nói rằng cuộc sống này ngắn lắm, hãy tỉnh thức và hãy sẵn sàng, nhiều bạn trẻ không tin đâu, vẫn ăn chơi, vẫn nhậu, vẫn bỏ lễ, vẫn không đọc kinh sáng tối, vẫn không nhớ Chúa trước khi ăn và cảm ơn Chúa sau khi ăn. Tới giờ này, sao cũng không nghĩ rằng mình đã già như thế, mình đã 51, qua 52 tuổi rồi, làm gì mà sống được nhiều, cao lắm sống được 10 năm, 20 năm, hoặc là không biết rằng sơ có thể nào sống được lễ phục sinh sắp tới không, biết đâu mai sơ đi thì sao. Tuy nhiên mỗi người chúng ta đều có giống nhau, đó là chúng ta được ban tặng giống nhau một ngày. Mỗi ngày chúng ta có 1440 phút, và mỗi tuần chúng ta có 168 giờ. Chúng ta hơn nhau ở chỗ là biết sử dụng thời gian đó như thế nào trên trần gian này. Khi ý thức được cuộc đời này quá ngắn ngủi và có thể kết thúc bất cứ lúc nào, thì chúng ta sẽ biết mình chọn sống như thế nào, đâu là việc ưu tiên mình cần làm, mối quan hệ nào mình cần phải chăm sóc, thí dụ là cha mẹ của mình nè, anh em của mình nè, con cái của mình nè, giáo xứ của mình nè, và mối quan hệ nào mình cần buông bỏ đi bởi vì bao lâu mình giữ nó làm cho gia đình mình tan nát, hoặc là những đứa bạn nó chơi xấu mình hãy buông đi bởi vì mình chơi nó, mình lười đi, mình không có chịu học. Khi biết thời gian ngắn, chúng ta sẽ biết bắt đầu đầu tư thời gian công sức của chúng ta vào việc gì. Phải nhận ra rằng ngay bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để bắt tay làm những việc cần làm, đọc những quyển sách cần đọc, nghe những bài giảng cần nghe, hoặc là đăng ký những lớp cần học. Chúng con xem trong tủ sách của chúng con, trong kệ sách của chúng con có bao nhiêu sách về đạo đức, về tâm linh, hay là chỉ những chuyện nhảm nhí và những khóa học ở thế gian. Và chúng ta xem âm thanh phát ra trong sức đình của chúng ta là gì? Có phải đó là những bài giảng kinh thánh, hay là thánh ca, hoặc là phim tình yêu, hoặc là kiếm hiệp? Âm thanh phát ra sẽ tạo nên con người của chúng ta. Vậy thì điều quan trọng hôm nay đó là hãy dành nhiều thời gian cho Chúa, thời gian cho gia đình, thời gian cho những người mình thương mến.
đừng chần chừ. Hãy nói lời yêu thương với cha mẹ, hãy chăm sóc cha mẹ. Vì thế, hãy yêu khi cha mẹ còn sống và còn biết. Tiền cần dâng hãy dâng ngay, nếu thấy ai cần giúp đỡ hãy giúp đỡ ngay. Đời ngắn lắm đừng ngủ dai, đừng trượt dài cho những chuyện vô bổ và vẩn vơ. Hãy nói lời yêu thương và trao đi giá trị cho người khác. Nếu có cơ hội làm chứng ngay, hãy nói cho người khác biết rằng họ có một Thiên Chúa yêu thương họ và nói cho họ hãy đến với Chúa, hãy chọn Chúa, bởi vì khi có Chúa sẽ có tất cả và chỉ khi có Chúa mới có sự bình an thực sự trong tâm hồn của chúng ta. Ngay hôm nay bạn có thể nghe được tiếng Chúa gọi. Nếu cứ mãi chần chừ, ngày mai có thể không bao giờ đến. Hôm nay bạn còn nghe người khác cầu cứu và mời gọi bạn giúp mình cái này, giúp mình ngày cái kia, thì hãy giúp đỡ họ, bởi vì ngày mai chưa chắc họ còn cần đến bạn và chưa chắc bạn còn có khả năng để giúp đỡ. Hãy luôn cảnh báo bản thân, thời gian của mình sắp hết rồi. Mình không biết thời gian mình trên trần gian này còn bao nhiêu, cho nên đừng chần chừ, đừng do dự. Hãy biết sử dụng thời gian của chúng ta và hãy làm chứng. Chúng con và những người giáo dân rất là quan trọng và giáo hội Chúa Kitô đang khao khát và mời gọi chúng con làm chứng. Hãy nói về Chúa cho người khác. Chúng con có thể nói về Chúa cho các bạn ở trong trường. Chúng con có thể nói về Chúa cho những người ở ngoài đường và các cha mẹ ở đây, anh chị em lớn ở đây đi làm rồi, có thể nói về Chúa cho người khác ở trong công xưởng. Tới giờ này mình đã giới thiệu Chúa cho ai chưa? Tại sao mình có Chúa mình hạnh phúc mà mình không giới thiệu cho người khác, thì có phải là mình ích kỷ không? Tại sao cả nước chúng ta có tới 96 triệu dân mà mới có trên 6 triệu người Công giáo và trên 2,1 triệu người Tin Lành biết tin mừng Chúa, được nghe về Chúa? Vậy thì còn có tới 88 triệu trên 96 triệu người không được nghe về Chúa. Cánh đồng lúa quá rộng, quá mênh mông. Vì thế Chúa khao khát, hãy cho Chúa mượn ánh mắt, nụ cười, miệng lưỡi, đôi bàn tay và cái chân của chúng ta để đi ra, để làm quen với một người không Công giáo, làm thân với một người bạn mình không Công giáo, sống yêu thương cho họ thấy chúng ta tử tế quá. Họ thấy trong cách buôn bán của chúng ta khác những người ngoài kia, trong cách học hành của chúng con khác với những bạn không có đạo. Chúng con biết chia sẻ đồ ăn, chúng con biết chia sẻ những đồ dùng học cụ, chúng con biết giúp đỡ bạn bè, đó là chúng con có Chúa. Vì thế hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy nói rằng Chúa ơi, hãy sử dụng con và hãy sai con đi. Và Chúa ơi, xin hãy gửi ai đó đến cho con hôm nay để con có thể nói cho họ. Bạn có dám cầu nguyện cái câu ở trên không ạ? Lạy Chúa, xin hãy sử dụng con, xin hãy sai con đi. Chúa ơi, xin hãy gửi ai đó đến cho con hôm nay để con có thể nói về Ngài cho họ. Chúng ta có dám cầu nguyện là Chúa ơi, xin hãy sử dụng con đi, hãy sai con đi đi. Đó là lời cầu nguyện mà sơ cầu nguyện mỗi ngày để xin Chúa sai và xin Chúa sử dụng mình. Và khi đến khi Chúa nhận lời, Chúa làm hết mọi sự, Chúa chuẩn bị mình hết mọi sự, Chúa ban cho mình y chang điều mình khẩn xin. Bởi vì giáo hội cần thêm nhiều giáo dân làm việc đó. Và nếu khi bạn xin như thế, Chúa sẽ ban cho bạn năng quyền và những điều kiện thuận lợi cho những ai khao khát lời Ngài. Và Chúa sẽ cho bạn học thuộc Kinh Thánh rất là nhanh. Và Chúa sẽ ban cho gia đình của bạn mọi sự yên ổn hết. Trời ơi, ông chồng này rất là giàu có, bởi vì gia đình này là chủ của bất động sản. Và ông cảm ơn sơ, từ ngày vợ con vào nhóm kể chuyện Kinh Thánh về, gia đình của chúng con rất êm ấm, vì vợ con hiền lành hẳn, vợ con rất là dễ thương. Và hai đứa con cũng nhận thấy điều đó. Và giờ cả người làm nữa đến từ Bình Dương đến học hàng tuần. Và cô ta mời hết cả dòng họ mình tới để học kể chuyện Kinh Thánh và đi truyền giáo bằng kể chuyện Kinh Thánh.
Nên nhớ rằng Chúa Giêsu sống trên trần gian này chỉ 33 năm và Ngài đã 30 năm sống tại nhà Nazareth một cách ẩn dật, chỉ 3 năm hoạt động, 3 năm Ngài đã giảng dạy, 3 năm đó Ngài đã chữa bệnh, 3 năm đó Ngài đã nâng cao phẩm giá con người, 3 năm đó Ngài luôn mở cánh cửa tương lai cho người khác, và có đặc biệt là Ngài đã tuyển chọn các môn đệ của Ngài, Ngài đã huấn luyện môn sinh và Ngài đã sai họ đi. Chỉ 12 người thất học đó, họ đã cùng Ngài thay đổi thế giới. Vào thời điểm đó, người ta xem Ngài như là một người thua cuộc bởi vì Ngài đã chết treo trên thập giá. Nhưng không, Ngài không thua cuộc. Ngài đã làm cho giáo hội Ngài lan tràn cho tới ngày hôm nay. Vậy thì mỗi ngày chúng ta phải hỏi, đâu là sứ mệnh của mình ở trần gian này? Chẳng lẽ là mình sinh ra và lớn lên chỉ có ăn học, lấy chồng cưới vợ, lo cho con cái, nhà cửa, dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái, già rồi chết thôi à? Như vậy thì lãng xẹt à? Chắc chắn Chúa có một sứ mệnh rất đặc biệt cho mỗi người ở đây. Chúa muốn anh chị em bay xa hơn nữa. Hãy là đại bàng của Ngài. Hãy xem Chúa muốn mình. Tại sao Chúa gieo mình vào trong cuộc đời này? Tại sao Chúa gieo mình vào trong mảnh đất của hố nai này mà không phải chỗ khác? Chắc chắn ở đây có những ai đó cần bạn giúp đỡ. Bạn đã hết mình với con người và công việc không? Bạn có mang lại giá trị gì cho người khác không? Bạn có làm cho những ai sống gần bạn, đó là cha mẹ, con cái, vợ chồng và anh em, họ cảm thấy hạnh phúc hơn không khi có sự hiện diện của bạn? Không quan trọng bạn sống được bao lâu, mà quan trọng bạn tạo ra được giá trị gì. Hãy kết nối với Chúa là đấng nguồn mạch của sự khôn ngoan để Ngài khai sáng tâm trí của bạn. Hãy làm tâm hồn bạn đông đầy lời của Ngài. Hãy để lời của Ngài thành xác phàm cho bạn. Hãy để lời của Ngài đi vào trong cơ thể của bạn, trở thành máu huyết của bạn, để Ngài hướng dẫn từng suy nghĩ, từng hành động và từng bước đi của bạn. Và mật khẩu duy nhất để kết nối với Ngài, mật khẩu duy nhất đó là cầu nguyện và cầu nguyện. Chúa đang cần bạn cộng tác. Hãy cho Ngài mượn toàn thể con người của bạn, ánh mắt, nụ cười, miệng lưỡi, đôi tay, đôi bàn tay của bạn, trái tim và đôi chân của bạn. Ngài sẽ ban cho bạn năng quyền để làm những việc lớn lao hơn cho Ngài. Cuộc sống này ngắn lắm. Hãy biết lựa chọn và đầu tư thời gian của mình, công sức của mình vào vương quốc của Ngài trên trần gian này. Bạn nhặt được viên ngọc quý nào trong phần này? Hoặc bạn có được Chúa mời gọi làm gì không để sống yêu thương và loan báo tin mừng? Con tên là Phục Hoàng. Trong chia sẻ thứ tư của sơ về sống yêu thương thì con có chia sẻ như sau. Con muốn chia ra làm ba đối tượng để con sống yêu thương. Đối tượng thứ nhất là đối với những người mà mình yêu thương trong gia đình của mình, bạn bè và những người, ví dụ như là người yêu của mình. Và mình không có đủ thời gian để mình yêu thương cho trọn vẹn. Và nhiều khi mình nằm xuống thì mình có một cái mối bất an là mình đã chưa yêu thương đủ cái người còn ở lại. Con mới suy nghĩ như thế và con mới bảo là mình đã chẳng có thời gian yêu thương thì mình ghét người ta làm gì, mình giận người ta làm gì. Còn đối với những người mà họ đối xử không tốt đối với mình và những người mà mình có một cái cảm xúc tiêu cực nào đó đối với họ, thì con có nhớ lại lời của một chị Phúc, giáo lý viên đã dạy các em hãy ghét cái tính cách của người ấy, các em đừng ghét họ, bởi vì đó chỉ là một cái sự thể hiện của họ vào lúc đấy thôi. Thì khi con lớn lên thì con cũng nhận ra đó chính là một cái bản sao của họ lúc đấy, và họ có thể sống tốt hơn, và mình không nên đánh giá toàn bộ con người của họ dựa vào cái mà họ thể hiện với mình ở một cái khoảnh khắc nào đó. Và đối tượng thứ ba con muốn nói đến là Chúa. Thì con là một người đã từng rời xa Chúa,
Và những khi có một cái sự việc xảy ra thay đổi cuộc đời con, thay đổi rất nhiều và con đã suy sụp trong mấy tháng. Thì cái ngày đó con có tới trước nhà nguyện, con dâm phụ, bởi vì con đã bỏ Chúa. Và con đã trách Chúa là tại sao cuộc đời con có quá nhiều đau khổ như vậy. Rồi con nghĩ là Chúa bỏ con. Rồi ngày thứ hai con tới, thì con có bước vô, nhưng mà con đứng xa lắm, con đứng tốt ở giữa, con không dám lên. Tự nhiên con thấy Chúa ở trên thập giá, con mới nghĩ là Chúa đáng thương lắm. Chúa là người đáng thương chứ không phải con. Bởi vì con đã nhảy nguyện vắng hoe, không ai hết. Và chỉ có những cái con ở dưới một tâm hồn đau khổ và tội lỗi rất nhiều tháng rồi, gần một năm mà con chưa xưng tội. Và hôm bữa đấy con tới thì tự nhiên con nhận ra là Chúa đáng thương, bởi vì Chúa cứ ở đấy, Chú đợi tụi con tới mà tụi con không tới. Tụi con chỉ có tới khi mà tụi con cần Chúa chia sẻ những đau khổ của tụi con. Còn những lúc mà tụi con vui thì tụi con lại xa rời Chúa. Lúc đó con mới nhận ra là những lúc buồn thì mình cần Chúa đấy, nhưng những lúc vui thì mình cũng phải nói với Chúa. Cho em một tràng vỗ tay thật là lớn thế nào. Sơ tạc em hai quyển sách Đứng Dậy Đi Các Bạn Trẻ và đầy những tâm tình và những lời kinh đẹp nhất Thiên Niên Kỷ để Chúa luôn ở cùng em. Cảm ơn bài đoạn chia sẻ của em rất là xúc động hơn cả bài giảng của Sơn. Đã giảng thay Sơn rồi đó. Tuyệt vời. Ai nữa? Dạ thưa gì, với cái chủ đề này ấy, thì con cũng có đúc kết được trong cuộc sống, đó là một câu là yêu người như mình ta vậy. Và vế thứ hai thì nhà con hay đọc cái kinh, cái câu kết của nó là xin Chúa hãy mở miệng lưỡi con ra để con luôn ca reo những lời ngợi khen Chúa. Thì con được may mắn có một người mẹ là hay giảng dạy cho con nhiều điều về việc sống bác ái, yêu thương mọi người. Và cái công việc của con là luôn tiếp xúc với các em nhỏ thiếu nhi và cũng là những cái người bạn của con. Được cái là con tiếp xúc với những người công giáo thì nó sẽ rất dễ là nói chuyện. Con hay nói rằng là Chúa là người sống yêu thương nhất trên trái đất này, tại vì không ai có thể chết vì yêu. Con cũng luôn tâm niệm là Chúa chết là vì tội của chúng ta. Vậy nên là chúng ta cố gắng đừng phạm tội nữa. Tội lỗi của chúng ta nó không khác gì là những cây đinh mà đâm vào xác thịt của Chúa. Cái việc sống yêu thương là mình tâm niệm một điều, đó là yêu người như mình. Mình mong muốn những cái điều gì tốt cho mình thì mình cũng nên làm những cái điều tốt đẹp nhất cho những người xung quanh chúng ta. Và với miệng lưỡi của chúng ta thì nên đem Chúa đến mọi người đẹp nhất là bằng cuộc sống tốt lành của chúng ta. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều, cho một tràng pháo tay ạ. Con muốn chia sẻ về một cái câu nói là con người của chúng ta rất là lạ. Khi mà chúng ta dùng sức để kiếm tiền và lại dùng tiền để mua lại sức khỏe như vậy, thì liệu cái cuộc sống này nó chỉ có vòng lặp như thế hay sao? Thì con mới quyết định con đi tìm câu trả lời. Và hôm đó là con có cho một người ăn xin vài đồng, thì con cảm thấy là con vui. Chiều hôm đó con có đi lễ và vô nhà nguyện, con bốc được một câu lời Chúa là ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Và con bị ấn tượng ngay một cái câu mà ai tìm thì sẽ thấy. Và con đến bây giờ con mới biết được là cuộc sống của chúng ta không chỉ là có sức khỏe và tiền bạc, mà là còn có sự yêu thương ở trong nữa. Con cảm ơn. Rất là hay ạ. Cho em một tràng pháo tay ạ. Đúng rồi, cuộc sống của chúng ta không chỉ dừng lại cho chính mình. Và bạn đã có kinh nghiệm cho người nghèo, và bạn cảm thấy rất là vui. Và
và Chúa đặt để trong trái tim của chúng ta. Khi chúng ta sống yêu thương thì chúng ta rất là vui và chúng ta hạnh phúc. Bởi vì chúng ta sinh ra để yêu mà. Và bao lâu chúng ta không yêu thì chúng ta không có hạnh phúc. Có những bàn tay đang giơ lên nhưng thời gian đã khép lại. Chủ đề hôm nay sẽ chia sẻ cho cộng đoàn của mình sống vì Chúa và cho Chúa. Ước mong sao các bạn trẻ và quý ông bà anh chị em, những người con yêu của Chúa, những người Chúa mời gọi, những người Chúa tuyển chọn sẽ mãi tiếp tục tiến về phía trước, chạy bằng sức hút và khuôn mặt của Chúa Kitô. Giáo hội cần đến sức mạnh, sự hăm hở, sự dấn thân của các bạn và mỗi người chúng ta. Giáo hội cần lắm những con người làm chứng cho Chúa ở trần gian. Hôm nay nghe được những câu chuyện của các bạn trẻ ở giáo xứ Thánh Tâm của chúng ta rất tuyệt vời. Và giờ đây chúng ta hãy dâng cho Ngài để kết thúc bằng lời cầu nguyện với Chúa Giêsu. Tôi bạn tuyệt vời, tuyệt vời. Nắm tay nhau, Chúa chúng ta. Chúa chúng ta. Hãy đứng một cách thoải mái, thả lỏng cơ thể. Xin mời cộng đoàn hãy nhắm nhẹ mắt lại đi nào. Hãy hít vào một hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng. Hít vào một hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng. Hít vào ánh sáng của Chúa, thở ra đẩy hết bóng tối ra khỏi mình. Hít vào xin thần khí Chúa vào người con, thở ra đẩy lo lắng ra khỏi con. Giờ đây hãy thở lại bình thường, hãy thả lỏng tay trái xuống và đặt tay phải lên trái tim của mình đi nào. Hãy lặng nghe nhịp đập của trái tim, lắng nghe dòng máu trong trái tim của bạn đang chảy. Dòng máu đó ai ban tặng cho bạn? Hãy nói lời cảm ơn. Từ sâu thẳm của trái tim, xin cảm ơn Chúa đấng đã ban cho con hơi thở và sự sống. Ngài đã tạo dựng nên con cách kỳ diệu và lạ lùng, với những nét đặc trưng duy nhất chỉ có con có mà thôi. Không một ai khác, không một ai khác có tư tưởng, quan điểm, khả năng, tính cách và đam mê giống như bạn. Hãy cảm ơn Chúa vì bạn đặc biệt, bạn là con yêu quý của Ngài. Bạn không phải là một người trẻ vô danh, không phải là một người cha, người mẹ vô danh không được ai biết đến. Bạn là một người được xã hội công nhận. Bạn là một ai đó rất đặc biệt với Chúa, một ai đó đáng cứu giúp, một ai đó để Ngài chết thay, một ai đó vô cùng quý giá trong mắt Ngài. Bạn là kiệt tác của Chúa. Bạn không còn phải lệ thuộc bởi tư tưởng, sự đánh giá của thế gian nữa. Như thế, bạn hãy mạnh mẽ lên vì bạn thuộc về Chúa, bạn là con yêu của Ngài. Giờ đây một lần nữa, hãy cảm nhận nhịp đập của trái tim. Hãy lắng nghe tiếng Chúa nói trong tâm linh của bạn. Chúa vẫn không ngừng tha thiết mời gọi bạn, hãy chọn Chúa. Hãy chọn Chúa thay vì mải mê chọn những ảo ảnh của trần gian. Hãy chọn Chúa để mang lại một thế giới thanh bình, một thế giới bình an, một thế giới không chiếm đoạt tranh giành lẫn nhau. Hãy chọn Chúa để tỏa sáng giữa dòng thế gian này. Giờ đây hãy lấy hai tay lên ôm cơ thể của mình đi nào. Hãy cảm ơn sự sống, tình yêu,
mà cha mẹ ban tặng. Cảm ơn cha mẹ đã dẫn bạn đến nhà thờ giới thiệu Chúa cho bạn. Cảm ơn Chúa đã cho bạn được làm con yêu của Ngài. Đức Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi, chính Người là Chúa phục sinh của bạn, Người ở trong bạn, Người ở với bạn, và Người không bao giờ bỏ rơi bạn. Dù bạn đi lạc xa đến đâu, Người vẫn là đấng phục sinh luôn ở đó, luôn vẫn kêu gọi và chờ bạn trở về. Người luôn mong bạn trở về với Người và bắt đầu lại cuộc sống mới. Thế giới này không chỉ mình bạn vác lấy, mà do Chúa. Và chỉ khi bạn hướng lòng lên Chúa, Chúa sẽ cúi xuống bạn, nâng bạn lên và đưa bạn đến gần trái tim của Ngài hơn. Hãy tiếp tục nhắm mắt, và giờ đây hãy dâng hai đôi bàn tay cho Chúa bằng chắp tay lên trán đi nào. Hãy cung kính chắp tay lên trán của mình. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa đã chết và sống lại. Chúa đã vâng lời Chúa Cha, đã chết vì yêu chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì Người vẫn đang sống, đang hoạt động qua Thánh Thần trong đời sống mỗi ngày của chúng con. Lạy Chúa Giêsu là sự sống của chúng con. Xin cho suy tư của chúng con, tình yêu của chúng con và hành động của chúng con luôn bắt nguồn từ chính Chúa. Chúa là đá tảng của chúng con. Xin cho đức tin của chúng con nơi Chúa vững chắc trong đời sống chúng con mỗi ngày. Xin thần khí Chúa soi sáng trên từng bước đường chúng con đi. Và giờ đây, hãy giơ hai tay cao lên và mở mắt ra cùng hát bài sám hối. Con nay trở về. Chúa thương mến, xin ban cho chúng con lan tỏa hương thơm của Chúa đến mọi nơi chúng con đi. Xin Chúa tràn ngập tâm hồn chúng con bằng thần khí và sức sống của Chúa. Xin Chúa xâm chiếm toàn thể thân thể chúng con để chúng con chiếu tỏa sức sống của Chúa. Xin Chúa chiếu sáng qua chúng con, để những người chúng con tiếp xúc cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con. Giờ đây mời cộng đoàn bằng tất cả trí tuệ, lòng yêu thương, hãy biết ơn Chúa, chậm rãi cúi đầu sâu để tạ ơn Chúa vì biết bao ân huệ Chúa ban trong cuộc đời của mình. Và từ từ ngước nhìn lên, ngước lên nhìn thánh giá và gửi một nụ cười và lòng biết ơn từ tâm và nói: con cảm ơn Chúa, con biết ơn Chúa, con là người Chúa yêu.
con yêu mến Chúa. Xin cảm ơn cộng đoàn đã lắng nghe con đêm nay. Trước khi ban phép lành cho cộng đoàn hiện diện, con xin được thay lời cho cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Thanh Tâm, cách riêng các bạn trẻ đang hiện diện nơi đây, hết lòng cảm ơn Sơ đã cho chúng con được những giây phút trải nghiệm để chúng con sống với Chúa, sống cho Chúa, sống cho nhau bằng tình yêu thương. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Nào ta chung tụng Chúa.